Chào mừng các em học sinh đến với môn hoạt động trải nghiệm lớp 2. Bài giảng ngày hôm nay được thực hiện bởi các giáo viên khối 2 của trường Tiểu học Lương Định của. Chúng ta cùng bắt đầu môn học với chủ đề 2: Vì cuộc sống an toàn tuần 5. Cô hy vọng rằng sau bài học này, các em sẽ đạt được hai mục tiêu sau. Mục tiêu thứ nhất, kể được những tình huống có nguy cơ bị lạc, bị bắt cóc. Mục tiêu thứ hai, thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc, bị bắt cóc. Chúng ta cùng bước vào Hoạt động khởi động nhé các em Hãy cùng cô lắng nghe một câu chuyện với những tình huống thật hấp dẫn sâu nhé Ây da, sao hôm nay chợ đông quá vậy nè Đi theo mẹ để không bị lạc bây giờ À, siêu nhân Thích quá đi à kêu mẹ mua con nào bây giờ ta siêu nhân điện quang hay là siêu nhân gao thôi uhm... à, biết định mua con này đi cửa hàng thịt hôm nay đông quá phải cố gắng chen vào mua nhanh mới được nơi nào có sự sống nơi đó có công lý sư tử gầm gừ gao đỏ biến hình yeah 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 ủa mẹ đâu rồi mẹ ơi mẹ cháu bị lạc mẹ hả để gì dẫn cháu đi tìm mẹ nha. Các em nghĩ trong trường hợp này chúng ta nên trả lời như thế nào? Dạ. Uhm. Các con nhớ không được đi theo người lạ, như thế sẽ rất nguy hiểm. Dạ. Dạ, dạ. dạ không, dạ không, cảm ơn cô. Nè, cậu nhóc đang đi đâu vậy? Dạ, nhà dạ, con đang đi về nhà. Coi kìa, mùa hôi một cây đổ kìa, để chú lau cho nhé trời ơi con nhà ai mà dễ thương quá vậy cho chú nữ cái nha dạ không được đâu chú ơi tuấn không cho người đàn ông lạ mặt chạm vào người mình là đúng hay sai vì sao trong trường hợp đó em cần làm gì thôi nhà chú gần đây nè ghé qua nhà chú chơi chút đi rồi chú chở về cho chuyện gì sẽ xảy ra với tuấn nếu cậu bé đi theo người đàn ông lạ mặt kia uhm. dạ không dạ không dạ, dạ, dạ. À, trên đường lớn thường có mấy chú công an Mình phải đi tìm mấy chú công an mới được Chỗ này nguy hiểm quá à Chú ơi, chú ơi con bị lạc mẹ rồi Số điện thoại của mẹ con chú gọi cho mẹ con giùm mấy chú Dạ, số là 090-999-32 Mẹ Sau khi lắng nghe câu chuyện thật sinh động trên các em hãy tìm hiểu và sống vai tự đặt ra tình huống nếu mình là em nhỏ bị lạc bị bắt cóc xem nào cô cho các em thời gian để trình bày dựa vào hai câu hỏi gợi ý sau câu hỏi thứ nhất điều gì đã xảy ra với bạn nhỏ trong câu chuyện trên bạn nhỏ trong câu chuyện trên tên là Tuấn được mẹ dắt đi chợ. Bạn ấy do mãi mê ngắm đồ chơi nên bị lạc mẹ mình trong chợ rồi. Sau đó có những người lạ mặt tiếp cận với bạn ấy. Chắc có ý định bắt cóc bạn ấy đó các em. Vậy nếu là bạn nhỏ trong câu chuyện, em sẽ xử lý như thế nào? Mời các em trả lời. À, có bạn phát biểu rằng nếu em là bạn tuổi trong câu chuyện trên, em sẽ tìm sự giúp đỡ từ các chú bảo vệ của chợ hay siêu thị. Sẽ tìm các chú công an đứng gần nhất và nhờ họ giúp đỡ mình bằng cách xin gọi nhờ điện thoại tìm mẹ mình nè. Có bạn còn nghĩ ra cách sẽ nhờ cô nhân viên giúp em đọc phát loa phóng thanh trong siêu thị để mẹ biết nơi mình đang đứng chờ mẹ nè. Thật là những ý kiến hay đó các em. Em nên nhớ rằng dù đi lạc hay bị bắt cóc, các em phải hết sức bình tĩnh trước người lạ mặt có ý định xấu với mình. Em cần phải nhận diện ra những người lớn có thể giúp đỡ mình thoát khỏi khó khăn như các chú bảo vệ, các chú công an, chú bộ đội, dân phòng nhé các em. Chúng ta bước vào hoạt động 2. Hoạt động này mang tên là nhận biết Mời các em hãy nhìn vào các bức tranh dưới đây và giúp cô chỉ ra những địa điểm dễ bị lạc trong những tranh sau: khu du lịch, nơi tổ chức lễ hội, khu vui chơi giải trí, bến tàu bến xe, chợ và trường học. để nhận biết rõ những địa điểm nào dễ bị lạc các em hãy cùng thảo luận dựa trên những bức tranh sau đồng thời chúng ta hãy trao đổi xem vì sao dễ bị lạc ở những địa điểm đó nhé bức tranh thứ nhất thể hiện nội dung gì vậy các em à đó là hình ảnh một bãi tắm với cát vàng rực nắng và rất đông người đang tắm biển thật là khó tìm một trẻ em bị lẫn vào dòng người đang vui đùa với sóng xanh biển rộng phải không các em vì vậy bãi biển hay khu du lịch nói chung sẽ là nơi rất dễ bị lạc đó các em ơi bức tranh thứ hai muốn thể hiện nội dung gì vậy các em đây là hình ảnh một đình làng với lễ hội dân gian tấp nập khách mọi nơi đổ về xem hội nếu lỡ chẳng may em ham vui xem biểu diễn mà lạc mất ba mẹ điều đó chắc sẽ đáng lo lắm đấy đúng không các em hãy nhớ rằng nắm chặt tay người lớn khi bước vào nơi tổ chức lễ hội, rạp chiếu phim hay khu vui chơi giải trí đó là bảo vệ bản thân mình đó các em, vì khu vui chơi giải trí sẽ là nơi rất dễ bị lạc đó là nơi tụ tập đông người. Bức tranh thứ tư mô tả một ga xe lửa thật tấp nập với kẻ đến người đi. Nơi này tập trung nhiều người lạ mà em chưa từng quen biết nên em sẽ không dễ tìm được ba mẹ nếu lỡ bị đi lạc đâu vì vậy bến tàu bến xe là nơi rất dễ bị lạc đó là nơi tập trung đông người. Bức tranh thứ năm mô tả cảnh chợ thật là vui có hàng trái cây nè hàng rau củ và cả đồ chơi thấp thoáng phía xa kia nhưng các bé phải nhớ chợ là nơi rất dễ bị lạc vì đó là nơi mọi người mua sắm bán hàng ai cũng có việc riêng của mình nên không ai để ý những đứa bé nhỏ xíu lẫn trong đoàn người đâu nha tuy nhiên có những nơi mà trẻ em sẽ hoạt động vô tư mà không dễ bị lạc đâu nhé. Hãy nhìn vào bức tranh số 6 xem nào. Ở đây có trường học thật thoáng mát rộng rãi nè. Có các bạn đang vui chơi các trò thật sôi nổi và hào hứng. Nơi này các em được dạy bảo, được sự quản lý của các thầy cô trong nhà trường nên luôn tuân thủ nội quy trường lớp không ai có thể bắt cóc hay đi lạc lối được đâu nhé ba mẹ bé sẽ luôn an tâm khi bé ở đây học tập và vui chơi đó hãy cùng cô bước vào hoạt động ba nhận diện những tình huống có nguy cơ bị lạc bị bắt hãy xác định những tình huống khiến trẻ em có nguy cơ bị bắt cóc dựa theo bốn bức tranh sau đi theo người lạ nhận quà của người lạ đi một mình nơi đường vắng luôn đi cùng bố mẹ hoặc người thân ta hãy cùng tham gia trò chơi rung chuông vàng các em hãy cùng cô chọn giải pháp đúng nhé. Hãy chọn nên hay không nên với từng trường hợp bức tranh sau. trong bức tranh thứ nhất, có một người đàn ông lạ đến gần em học sinh sau giờ tan học và nói rằng chú làm việc cùng với bố cháu nè bố cháu bận nên nhờ chú đến đón cháu bạn học sinh ấy đã nghe lời và đi theo người lạ này và con tò mò hỏi thêm chú là ai theo em hành động của bạn này như thế là nên hay không nên à có bạn trả lời là không nên đúng rồi đó các em chúng ta không nên đi theo người lạ vì sẽ không biết chuyện gì sẽ xảy ra hãy bảo vệ an toàn của bản thân một cách tốt nhất nhé các em ở hình thứ hai có một bạn gái nhỏ nhận búp bê từ tay một người phụ nữ lạ mặt và tin tưởng bà ấy chỉ vì câu nói cô là bạn của mẹ cháu đây mà cô tặng cháu con búp bê này đi cùng cô nhé cô bé đã vui mừng nhận quà và đi cùng theo bà ta vậy theo em điều này nên hay không nên à ta không nên nhận quà từ người lạ mặt nhé vì có thể sau đó sẽ bị bắt cóc đấy. Với bức tranh thứ ba miêu tả tình huống một em học sinh đang tung tăng đi trên một con đường rất vắng vẻ không người qua lại nếu chẳng may có bọn bắt cóc trẻ em đang ẩn nấp và chờ sẵn bạn ấy nơi con đường vắng này thì việc đi một mình như thế có nên hay không nên vậy các em ơi À có ý kiến trả lời là không nên Thật là khó lường điều gì sẽ xảy ra khi ta không có người thân bên cạnh trên con đường vắng như thế này nhé. Ở bức tranh thứ tư thể hiện nội dung có một em bé đang nắm chặt tay ba mẹ và cùng ba mẹ đi dạo chơi cuối tuần thật là hạnh phúc. Vậy em có nghĩ điều này nên hay không nên À, có ý kiến cho rằng ta nên luôn đi cùng bố mẹ hoặc người thân. Thật là vui và ấm áp trong vòng tay của gia đình, đúng không các em? Bài học trên đã đem lại những đề bổ ích cho cuộc sống, phải không các em? Các em hãy tự đánh giá đều em học và làm được với ba mức độ tốt đạt và cần cố gắng cùng với hai nội dung sâu nội dung thứ nhất xử lý được những tình huống có nguy cơ bị lạc bị bắt cóc nội dung thứ hai thực hiện được những việc làm để phòng tránh bị lạc bị bắt cóc cũng như những môn học khác các em hãy chọn và tích vào mức độ mình đạt được nhé. Dù em đánh giá mình ở mức độ nào, cô cũng ghi nhận sự cố gắng trong học tập của các em. Chúng ta đã hoàn thành bài học ngày hôm nay. Cô chúc các em luôn hoạt động hăng say, tìm thấy sự tự tin trong mọi hoạt động học tập cũng như trong vui chơi cô chào tạm biệt các em